Chào mọi người. Khoảng giữa thế kỷ 20, thế giới đã nổ ra một cuộc chiến tranh tàn khốc chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Cuộc chiến đã gây ra cái chết của hơn 80 triệu người trên toàn thế giới. Cuộc chiến tranh đã truyền cảm hứng cho một vài tựa game như World of Tanks, Call of Duty hay bộ phim điện ảnh nổi tiếng của idol Tom Hanks, Giải cứu binh nhì Ryan. Ngày nay cuộc chiến này được mọi người biết với cái tên là Sau chiến tranh thế giới 1, phe liên minh đầu hàng phe hiệp ước. Một số nước đế quốc như Áo Hung và Ottoman và Nga bị phân rã thành các quốc gia nhỏ. Áo Hung bị mất một phần lãnh thổ vào tay Ý, Ba Lan, Romania và phần lãnh thổ còn lại bị chia làm 4 quốc gia độc lập, Tiệp Khắc, Áo, Hungary và Nam Tư. Đế quốc Ottoman bị mất một phần lãnh thổ vào tay Anh. Ottoman sụp đổ và phân rã thành 6 quốc gia độc lập, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq, Hejaz, Transjordan và Palestine. Lãnh thổ của hai nước đế quốc Đức và Nga bị thu hẹp lại. Đế quốc Nga sụp đổ và thành lập nhà nước Xô Viết. Lãnh thổ phía Tây của nhà nước Xô Viết bị phân thành 7 quốc gia, bao gồm Phần Lan, Estonia, Latvia, Ba Lan, Lithuania, Ukraine và Belarus. Năm 1922, nhà nước Xô Viết thống nhất và sáp nhập Belarus và Ukraine, đổi tên thành Liên bang Xô Viết hay còn gọi là Liên Xô. Về cơ bản, bản đồ châu Âu đã được vẽ lại sau chiến tranh thế giới thứ nhất và Đức phải ký hiệp ước Versailles đền bù rất nhiều tiền cho Anh, Pháp, Mỹ. Các bạn có thể xem lại video Thế chiến 1 của mình để nắm rõ hơn. Tình trạng nghèo đói trong dân chúng ngày càng gia tăng, tỷ lệ lạm phát tăng chóng mặt đã khiến nền kinh tế của Đức đi đến bờ vực sụp đổ. Đối với người Đức, để thoát khỏi cảnh này thì chỉ có một cách, đó là phát động chiến tranh. Lợi dụng tình hình đó, Hitler cùng Đảng Quốc xã đã làm hàng loạt buổi phát biểu công khai nhằm lôi kéo sự ủng hộ của quân chúng. Hitler nhanh chóng trở thành quốc trưởng lãnh đạo Đức và quốc kỳ của Đức đổi thành lá cờ chữ vạn, Đức đổi tên thành Đức Quốc xã. Để biết rõ hơn về nhân vật Hitler, các bạn có thể xem lại video này của mình. Hitler bắt đầu chạy đua vũ trang và chọn ngày đẹp để phát động chiến tranh, trả thù những gì Đức đã phải hứng chịu trong cuộc chiến lần trước. Chuyển sang Ý. Trong Thế chiến 1, Ý ban đầu là đồng bọn của Đức nhưng sau đó quay xe để về phe hiệp ước. Phe hiệp ước đã hứa cho Ý một phần đất của Áo Hung nếu Ý giúp hiệp ước chiến thắng. Tuy nhiên sau khi chiến tranh kết thúc, phần lãnh thổ mà Ý nhận được quá ít so với thỏa thuận và Ý cảm thấy mình đã ăn quả lừa. Và Ý cũng thiệt hại khá nặng sau chiến tranh, người dân Ý sống cực khổ, lạm phát và thất nghiệp lan tràn và người dân mất niềm tin vào chính phủ. Lúc này tại Ý xuất hiện một thanh niên tên là Benito Mussolini. Thanh niên này có tư tưởng bài xích chủ nghĩa dân chủ. Theo ông ta, nền dân chủ không đưa đất nước phát triển, người dân sẽ phải hy sinh quyền lợi vì đất nước. Thêm vào đó, mỗi người dân sẽ phải trung thành tuyệt đối với chính phủ và phải sẵn sàng hy sinh mạng sống để giúp đất nước phát triển. Nhưng mà em không muốn hy sinh vì đất nước, vậy thì mày sẽ phải chết. Benito Mussolini quyết định để đầu chọc và lập ra một đảng phái chính trị, đặt tên cho đảng là Đảng Phát xít. Mussolini từng là một nhà báo và ông ta rất giỏi trong việc truyền bá tư tưởng đến cộng đồng. Với khả năng diễn thuyết hùng hồn, Mussolini nhanh chóng lôi kéo được rất đông đảng viên. Năm 1922, Mussolini đến gặp và nói chuyện với nhà vua. Tao muốn làm thủ tướng. Trước sức ép từ vây cánh của Mussolini, nhà vua sợ sẽ xảy ra nội chiến và cách mạng nên đành phải nhượng bộ. Vậy là Mussolini đã trở thành thủ tướng Ý vào ngày 31 tháng 10 năm 1922. Đảng phát xít của thủ tướng Ý Mussolini đã tạo ra tiếng vang rất lớn trong khu vực châu Âu. Chủ nghĩa phát xít đã được vị quốc trưởng của Đức ủng hộ nhiệt liệt. Mussolini và Hitler cảm thấy có rất nhiều điểm chung, vậy nên hai thanh niên này đã quyết định kết nghĩa huynh đệ. Đức Quốc xã và Ý quyết định liên minh và đặt tên băng là Phe Trục, chủ trương dùng chiến tranh để bành trướng lãnh thổ. Chuyển sang châu Á, đế quốc Nhật là một quốc đảo nghèo tài nguyên và sushi thì không thể xuất khẩu, vậy nên họ đã sử dụng chiến tranh để ăn cướp tài nguyên của các nước khác và bành trướng lãnh thổ. Trong Thế chiến 1, Nhật Bản đã chiếm được hầu hết các lãnh thổ và các quần đảo tại Thái Bình Dương. Đế quốc Nga sụp đổ, nhà nước Xô Viết được thành lập và thống nhất thành Liên Xô. Nhật tiếp tục dùng chiến tranh để mở rộng quy mô lãnh thổ bằng cách dẫn quân lên phía Bắc với ý đồ xâm lược Liên Xô. Tuy nhiên Nhật bị Liên Xô cho ăn hành ngập mồm và sau đó Nhật bị Liên Xô ép phải ký một hiệp ước là không xâm phạm lẫn nhau. Sau lần đó, Nhật khá cay cú với Liên Xô và quyết tâm trả thù. Nhật nhận ra Đức và Ý có chung tư tưởng chính trị khá giống với mình. Cộng thêm việc có cùng kẻ thù là Liên Xô, Nhật Bản quyết định tham gia phe trục và liên minh cùng với phát xít Đức và Ý. Cả ba đã ký một hiệp ước gọi là hiệp ước ba bên, có nghĩa là ba quốc gia sẽ bảo kê lẫn nhau. Nếu bạn muốn đấm Nhật thì đầu tiên là bạn sẽ phải bước qua xác của Đức và Ý và ngược lại. Quay trở lại châu Âu, Hitler thách thức Anh Pháp, cố tình vi phạm và phá vỡ điều khoản của hiệp ước Versailles. Hitler ra sức chạy đua vũ trang và chuẩn bị kế hoạch cho một cuộc chiến tranh có quy mô lớn. Mặc dù Anh và Pháp thừa biết âm mưu của Đức, nhưng hai vị thủ tướng của hai quốc gia này lại khá là nhát gan. Họ không muốn xảy ra xung đột với Đức Quốc xã, vậy nên đã cố tình làm ngơ. Nhờ vậy, Hitler có thể tùy ý làm càn. Lúc này, Hitler đã biến Đức trở thành một lò lửa quân sự và chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh xâm lược.
Năm 1938, nạn nhân đầu tiên của Đức Quốc xã là Áo. Ông ơi, thằng Hitler bắt đầu xâm lược bọn Áo rồi kìa, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thôi cứ kệ nó, cho nó chiếm được Áo rồi mình đàm phán sau. Sau khi chiếm được Áo, Đức Quốc xã chuyển sang Phang Tiệp Khắc. Ông ơi, thằng Hitler lại bắt đầu bắn bọn Tiệp Khắc kìa. Thôi kệ đi, chắc nó chiếm được nốt Tiệp Khắc là thôi mà. Sau khi đớp được Tiệp Khắc, Đức Quốc xã bắt đầu dòng ngó sang Ba Lan. Ông ơi, thằng Hitler chuẩn bị phang bọn Ba Lan kìa. Nhằm tránh xung đột với Đức Quốc xã, Thủ tướng Anh và Pháp đã áp dụng một chính sách gọi là chính sách nhượng bộ. Họ nghĩ rằng sự điên cuồng của Hitler sẽ không đi quá xa, nhưng chính sách nhượng bộ đã vô tình tạo cơ hội cho Hitler được nước làm tới và chủ nghĩa phát xít ngày càng bành trướng. Chuyển sang Ba Lan. Ba Lan là quốc gia từng là thuộc địa của đế quốc Nga. Sau Thế chiến I, đế quốc Nga sụp đổ và Đức thua trận. Ba Lan tranh thủ khởi nghĩa giành lại độc lập và bản đồ thế giới lại có tên Ba Lan. Ba Lan từng khá thân thiết với Đức Quốc xã, nhưng do sự bành trướng quân sự và thái độ đối ngoại hung hăng của Hitler đã khiến chính phủ Ba Lan phải lo sợ. Đức Quốc xã muốn xây dựng một tuyến đường sắt đi xuyên qua Ba Lan và nối với phần lãnh thổ còn lại, và Đức Quốc xã đã hỏi ý kiến của Ba Lan về chuyện này. Một là cậu đồng ý, hai là tớ sẽ bắt cậu phải đồng ý. Ba Lan không đủ sức mạnh để chống lại Đức, vì vậy nên Ba Lan đã cầu cứu viện trợ từ Anh và Pháp. Anh và Pháp có cùng mối lo ngại với Ba Lan, ba nước quyết định kết bè, liên minh quân sự Anh, Pháp, Ba Lan được thành lập và lấy tên là phe đồng minh. Hành động này của Ba Lan đã khiến Đức Quốc xã nổi điên. Ngày 29 tháng 8 năm 1939, Đức cho Ba Lan một cơ hội cuối cùng bằng một bức tấu hậu thư. Tuy nhiên, Ba Lan đã thẳng thừng bác bỏ bức thư của Đức. Thái độ bồ láo của Ba Lan đã làm cho Hitler sôi máu và ông ta quyết định sẽ cho Ba Lan ra bã. Nhưng vô cớ đem quân đi đánh người thì cũng hơi kỳ, vậy nên Hitler đã tìm cách kiếm chuyện với Ba Lan. Tháng 8 năm 1939, tại khu vực biên giới giữa Đức và Ba Lan, Hitler đã sai lính của mình thực hiện một vài vụ phá hoại. Bọn mày là thủ phạm. What? Hitler đã dàn dựng vụ phá hoại và đổ lỗi cho Ba Lan nhằm kiếm cớ hợp lý hóa cho việc phát động chiến tranh, và Hitler tuyên bố sẽ đấm vỡ mồm Ba Lan vì tội gây hấn trước. Trận đấu giữa Đức Quốc xã và Ba Lan chính thức bắt đầu. Ba Lan đã kết nghĩa huynh đệ với Anh và Pháp, vậy nên Anh Pháp đã gửi yêu cầu Đức Quốc xã không được bắt nạt Ba Lan. Đức Quốc xã đã phớt lờ, vậy nên Anh và Pháp tuyên chiến với Đức Quốc xã. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, Đức Quốc xã chính thức nổ súng xâm lược Ba Lan. Trong tình cảnh Ba Lan đang bị Đức cho ăn hành, Anh Pháp quyết định sẽ giúp đỡ người huynh đệ Ba Lan bằng cách đứng nhìn Ba Lan bị ăn hành. Bên cạnh Ba Lan là Liên Xô. Trước đó, Liên Xô là một quốc gia mới được thành lập, và lúc Liên Xô vẫn còn đang oằn lưng khắc phục hậu quả sau Thế chiến I, Ba Lan đã tranh thủ phát động chiến tranh và chiếm được vùng Tây Ukraine và Tây Belarus, và Liên Xô đã cay với Ba Lan từ lần đó. Tranh thủ lúc này Ba Lan đang bị Đức xâm lược, lãnh đạo tối cao của Liên Xô là Joseph Stalin quyết định mượn gió bẻ măng trả thù Ba Lan. Liên Xô dẫn quân xâm lược phần còn lại của Ba Lan từ hướng đông, chiếm lại vùng thuộc địa bị Ba Lan cướp trước đó. Và Ba Lan lúc này đang ở trong tình thế bị ăn vạ sấp mặt, phía trước là Đức, phía sau là Liên Xô. Trong khi đó, Pháp và Anh vẫn ngồi nhìn. Mày đoán thằng nào thắng? Tao đoán quả này Ba Lan toang. Kết quả, Ba Lan thất thủ, đất nước bị chia làm đôi, một nửa Đức chiếm, một nửa Liên Xô chiếm. Và ngày nay mọi người gọi cuộc chiến này là cuộc chiến tranh kỳ quặc. Sau khi sửa đẹp Ba Lan, Đức và Liên Xô lại là hàng xóm của nhau. Và để tránh xung đột, Hitler và Stalin thiết lập mối quan hệ ngoại giao thân thiện. Sau đó một cuộc thương lượng đã diễn ra giữa Hitler và thủ tướng của Anh Pháp. Từ nay tao sẽ cai trị Ba Lan. Một là chúng mày đồng ý, hai là bắn nhau. Bọn tao không đồng ý. Về phía Liên Xô muốn tạo ảnh hưởng tại phía Bắc châu Âu và đề nghị các nước nhỏ phải cho phép Liên Xô được đóng quân trong đất nước của họ. Riêng Phần Lan bật lại đề nghị này. Quá cay trước thái độ bố láo của Phần Lan, Liên Xô nổ súng xâm lược Phần Lan. Phần Lan toang và mất một vùng lãnh thổ vào tay Liên Xô. Sức ảnh hưởng của Liên Xô ngày càng lớn. Đức Quốc xã sợ Liên Xô sẽ mạnh hơn mình nên bắt đầu có thái độ thù địch với Liên Xô, và quan hệ hai nước bắt đầu trở nên căng thẳng. Quay trở lại Đức, để chuẩn bị cho chiến tranh, Đức cần phải nhập khẩu rất nhiều các loại nguyên liệu từ Thụy Điển như sắt để đóng tàu, máy bay và xe tăng. Để kiềm chế Đức, Anh đưa tàu và lực lượng hải quân phong tỏa đường xuất nhập khẩu sắt của Đức tại khu vực biển Na Uy và Đan Mạch. Đức Quốc xã đã đáp trả Anh bằng cách bắn hạ tàu của quân Anh, và chiến tranh đã bùng nổ trên khu vực Đại Tây Dương. Điều này dẫn đến việc Na Uy và Đan Mạch bị ăn đòn oan. Xin lỗi Đan Mạch và Na Uy, nhưng mà để bảo vệ con đường nhập khẩu sắt, ta buộc phải xâm lược lãnh thổ của bọn mày. What the fuck? Và Đan Mạch nhanh chóng toang vì sức mạnh áp đảo của Đức. Quân Đức tiếp tục dẫn quân đập Na Uy. Anh đã cử quân đến hỗ trợ Na Uy. Mặc dù được quân Anh bảo kê, nhưng Na Uy cũng toang sau vài tháng. Chính sách nhượng bộ hèn nhát của Thủ tướng Anh cộng thêm việc thất bại trong việc giải cứu Na Uy đã khiến người dân Anh phẫn nộ. Họ quyết định đá đít ông này khỏi ghế thủ tướng và thay thế bằng một người khác. Quay trở lại Đức,
Hitler đã hoàn thành việc xây dựng vũ trang quân đội và sẵn sàng dẫn quân về hướng Nam để chuẩn bị phang Pháp. Chiến thuật của Đức đó là dẫn quân đi qua Hà Lan và Bỉ, sau đó tiến thẳng vào Pháp. Nhưng chẳng phải là Đức đã xài kế này trong Thế chiến 1 rồi sao thưa ông? Khác ở chỗ là ta sẽ không đi nhờ, mà sẽ cướp lãnh thổ của bọn nó luôn. Pháp biết rằng chiến tranh đã cận kề, tuy nhiên họ lại rất lề mề cho công tác chuẩn bị vũ trang. Anh cũng gửi quân xuống để hỗ trợ Pháp. Tháng 5 năm 1940, Đức Quốc xã nổ súng xâm lược Hà Lan. Hà Lan banh xác gần như là ngay lập tức. Đức Quốc xã nhanh chóng tiến tới khu vực biên giới Bỉ và chuẩn bị cho Bỉ ra bã. Việc Đức Quốc xã hành quân xuyên qua Hà Lan và Bỉ đã bị Anh và Pháp biết từ trước. Trong lúc Bỉ và Đức đang tẩn nhau, Anh Pháp tranh thủ xây dựng hàng phòng thủ ở biên giới Pháp-Bỉ. Tuy nhiên, Bỉ vang nhanh hơn so với Anh và Pháp dự kiến, trong khi Anh và Pháp vẫn chưa kịp xây dựng xong hàng phòng thủ. Quân Pháp-Anh quyết định chủ động dẫn quân vào Bỉ để đụng độ trực tiếp với Đức. Cuộc chiến diễn ra trên đất Bỉ và trận đấu giữa Anh, Pháp và Đức bắt đầu. Ở khu vực Bỉ, quân Pháp-Anh tỏ ra khá thành công trong việc chặn đường tiến quân của Đức. Nhưng ở phía Nam thì lực lượng phòng thủ của họ lại rất mỏng. Và đặc biệt ở khu rừng Ardennes, Pháp cho rằng chỗ này địa hình rất hiểm trở, gây khó khăn cho việc di chuyển thiết giáp và khả năng cao sẽ bị tập kích. Và Pháp cho rằng Hitler không đời nào dám liều lĩnh tiến quân qua khu rừng này. Vì thế Pháp đã chủ quan lơ là phòng thủ khu vực này. Tuy nhiên Pháp không ngờ rằng việc tiến quân qua khu rừng lại nằm trong kế hoạch chính của Hitler. Hitler đã chia lực lượng làm đôi, một cánh chiến đấu tại Bỉ, còn một cánh tiến quân xuyên qua khu rừng. Đến khi Pháp nhận ra thì đã muộn. Cánh quân của Đức đã kịp thời chia cắt lực lượng và bao vây quân của Pháp Anh. Quân Pháp Anh bị dồn và chạy như vịt về phía eo biển. Lực lượng binh sĩ tinh nhuệ nhất của Pháp đã bị Đức giết và bắt làm tù binh, trong khi Anh phải đưa tàu đến để cứu binh sĩ của họ về nước. Quân Đức nhanh chóng thừa thắng xông lên và thâu tóm Paris, mất thủ đô Paris, đồng nghĩa với toang, Pháp chính thức thất thủ. Những gì người Đức không làm được trong Thế chiến 1, Hitler đã làm. Vậy là sau trận đấu Đức-Pháp, phần thắng đã thuộc về Đức, và Anh giờ đây chỉ có một mình đơn độc. Hitler khuyên thủ tướng Anh hãy đầu hàng, nhưng Anh cực kỳ cứng đầu, vì thế Hitler bắt đầu lên kế hoạch cho bọn Anh một bài học. Và tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Đức Quốc xã và Anh. Hitler tình kế sẽ nhắm vào thủ đô London bằng không quân. Ông ta lên kế hoạch sẽ thả bom vào các công trình quân sự và kinh tế, tấn công vào các khu dân sự, thủ đô London sẽ thiệt hại nặng nề và Anh sẽ phải đầu hàng. Tháng 7 năm 1940, máy bay của hai bên bắt đầu cất cánh và bắn nhau ác liệt trên bầu trời của nước Anh. Ngoài ra, Hitler còn cho giải bom nhằm hủy diệt thủ đô London. Cuộc sống của người dân Anh bị đảo lộn, việc xuống hầm trú bom gần như là chuyện thường ngày đối với họ. Vua George và nữ hoàng Elizabeth đã không chạy trốn để tránh bom mà ở lại London để chống cự cùng với dân chúng. Mặc dù hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, nhưng người dân London thật sự có một tinh thần thép. Họ kiên cường và đoàn kết cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, và điều này đã giúp quân đội Anh có thêm niềm tin để chiến đấu chống lại phát xít Đức. Lực lượng của hai bên là ngang nhau. Tuy nhiên khi máy bay của Anh bị hỏng, họ lập tức có phụ tùng thay thế và sửa chữa, trong khi Đức thì không. Lợi thế dần nghiêng về phía Anh. Nếu tình trạng này càng kéo dài thì Đức thiệt hại càng nặng. Vì vậy Hitler buộc phải tạm dừng kế hoạch xâm lược Anh vô thời hạn. Kết quả trận đấu, Anh Đức hòa nhau. Mỹ lúc này là một quốc gia trung lập. Trước khi Thế chiến nổ ra, Mỹ đã tuyên bố ta sẽ không bao giờ rơi vào chiến tranh. Tuy nhiên Tổng thống Mỹ Roosevelt cũng chủ trương phản đối chủ nghĩa phát xít ngay từ đầu. Nên khi chiến tranh nổ ra, Mỹ đã cung cấp vũ khí và viện trợ cho phe đồng minh. Đối với Đức Quốc xã thì đây không khác gì một hành động cà khịa của Mỹ. Để cắt đứt viện trợ của Mỹ tới phe đồng minh, Đức Quốc xã đã bắn chìm rất nhiều tàu chở hàng của Mỹ. Điều này đã khiến Mỹ thẳng thừng tuyên bố sẽ hết mình hỗ trợ phe đồng minh chống lại phe trục. Mặc dù chưa tuyên bố phang nhau trực tiếp với Đức Quốc xã, nhưng hành động của Mỹ cũng được xem là Mỹ đã đặt một chân vào cuộc chiến. Chuyển sang khu vực Địa Trung Hải. Nhìn thấy vị huynh đệ Hitler đạt được những thành công, Mussolini cho rằng đây sẽ là thời cơ để Ý tỏa sáng. Ý tuyên chiến với Anh và bắt đầu đánh chiếm các vùng thuộc địa của Anh tại châu Phi. Ban đầu Ý tấn công phía đông châu Phi và chiến dịch khá thành công, sau đó Ý chuyển sang chiếm Ai Cập. Tuy nhiên chỉ thành công một nửa. Sau đó Ý chuyển sang phang Hy Lạp, tuy nhiên lần này Ý bị ăn hành ngập mồm. Sau đó Anh phản công bằng cách tấn công vào căn cứ hải quân của Ý tại thành phố Taranto và Ý mất cùng một lúc 3 con tàu chiến. Tại khu vực châu Phi, Ý đang bị quân Anh phản công và đẩy lùi. Tại khu vực Ban Căng, Ý còn đang bị Hy Lạp lấn lướt. Phát xít Ý đang đứng trước nguy cơ bị đánh bật ra khỏi cuộc chiến. Rõ ràng so với phát xít Đức thì phát xít Ý có vẻ hơi bị yếu sinh lý. Để giúp đỡ người huynh đệ Ý, Hitler lại phải cử quân xuống khu vực Ban Căng để hỗ trợ Ý đấm Hy Lạp. Trong quá trình hành quân đến Hy Lạp, Đức Quốc xã tiện tay thôn tính luôn các vùng lãnh thổ lân cận. Bị Ý và Đức Quốc xã đánh hội đồng, Hy Lạp toang, Hy Lạp bị Đức Quốc xã chiếm còn vùng Ban Căng thuộc về Ý. Nhìn lại cục diện lúc này, phe trục đang chiếm ưu thế. Đức và Ý gần như đã chiếm được toàn bộ châu Âu, còn Nhật Bản gần như đã chiếm được phần lớn khu vực châu Á. Tuy nhiên vẫn còn một kẻ to xác nằm giữa châu Âu và châu Á, đó là Liên Xô. Hitler đã sớm lo ngại trước sự ảnh hưởng của Liên Xô tại châu Âu. Mặc dù trước đó khi đánh bại Ba Lan, Đức Quốc xã đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao thân thiện với Liên Xô, nhưng Hitler vẫn lên sẵn kế hoạch để choảng nhau với Stalin. Mặc dù đụng độ với Liên Xô không phải là điều mà Đức Quốc xã mong muốn,
Tuy nhiên, để Đức Quốc xã đăng quang ngôi vương bá chủ châu Âu thì việc bước qua xác của Liên Xô là điều bắt buộc. Vậy nên Hitler đã hỏi thẳng Stalin về vấn đề này. Bây giờ một là ông tham gia phe trục, hai là phe nhau. Một chút thông tin ngoài lề về lãnh đạo tối cao của Liên bang Xô Viết Joseph Stalin. Mặc dù so với Hitler, Stalin đẹp trai hơn một chút. Tư tưởng chính trị của Stalin cũng khác Hitler. Tuy nhiên, xét về mặt tính nết thì hai ông này cũng gần giống nhau. Vì thế, việc Hitler bắt Stalin phải ngoan ngoãn thỏa hiệp là điều không thể. Stalin tỏ ra quan tâm với đề nghị của Hitler. Tuy nhiên, ông ta đã ra một yêu sách. Nếu mày muốn tao tham gia, mày phải bảo bọn Nhật Bản, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ và Phần Lan phải gọi tao là ông nội. Hay nói cách khác, nếu Hitler muốn Liên Xô tham gia phe trục, thì Hitler sẽ phải để Liên Xô thay thế Đức Quốc xã làm thủ lĩnh phe trục. Và rõ ràng đây là một yêu sách mà Hitler không thể chấp nhận được. Và Hitler đã nổ một cuộc hẹn phang nhau với Stalin. Vậy là Đức Quốc xã và Liên Xô chính thức tuyên chiến. Điều này cũng có nghĩa là Liên Xô và Anh Mỹ có chung một kẻ thù. Anh và Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ Liên Xô hết mình trong cuộc chiến. Trận đấu tiếp theo sẽ là của Liên Xô và Đức Quốc xã. Kế hoạch của Hitler là đánh nhanh thắng nhanh, sẽ chia quân làm 3 cánh để đánh vào 3 khu vực Ukraine, Belarus và khu vực biển Baltic. Sau đó là tập trung quân lực để tiến đánh vào thủ đô Moscow. Sau đó thì chiến hai sẽ kết thúc và Liên Xô sẽ là của Đức. Mặc dù âm mưu xâm lược của Hitler đã được mật thám báo cáo lại, nhưng Stalin lại không tin. Ông ta sợ đây chỉ là một kế tung tin giả của Hitler. Vì thế Liên Xô không hề có một sự chuẩn bị nào sẵn sàng cho cuộc chiến. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, trận đấu hoành tráng giữa Đức và Liên Xô khai màn. 3 giờ 30 phút sáng tại khu vực biên giới giữa Đức Quốc xã và Liên Xô, Hitler cho máy bay tiêm kích, bắn phá và dội bom bất ngờ vào khu vực lãnh thổ Liên Xô. Náo nhiệt thế, đang có lễ hội gì à? Dạ là Hitler đang tấn công lãnh thổ của chúng ta thưa ngài. À, lễ hội Hitler tấn công. Cái gì? Đức tấn công hoàn toàn bất ngờ trong khi Liên Xô không hề chuẩn bị cho cuộc chiến và quân đội của Liên Xô không thể phản công kịp. Tại sao không báo cáo chuyện này sớm hơn hả thằng ngu? Dạ báo rồi nhưng tại ngài không tin chứ ạ. Chỉ trong vài giờ đầu tiên, hơn 1.200 máy bay chiến đấu của Liên Xô đã bị phá hủy ngay trên sân bay mà chưa kịp cất cánh. Không quân Liên Xô gần như tê liệt, quân Đức làm chủ tuyệt đối bầu trời. Tại khu vực phía Bắc, quân Đức chiếm được hầu hết các quốc gia nhỏ tại khu vực biển Baltic. Hồng quân Liên Xô bị ăn rất nhiều hành và bị dồn đến thành phố Leningrad. Quân Đức nhanh chóng bao vây thành phố. Leningrad bị cô lập hoàn toàn khỏi Liên Xô. Hitler ra lệnh cho quân đội phong tỏa thành phố trong khoảng 871 ngày và đây là một kế hoạch cực kỳ tàn độc của ông ta. Hơn 1 triệu người dân trong thành phố Leningrad đã bị chết đói và chết rét. Tại khu vực phía Nam, quân Đức tràn vào bán đảo Crimea và muốn phá hoại hạm đội của Liên Xô. Quân đoàn Liên Xô đã chủ động lên kế hoạch chiến đấu phòng thủ. Các binh sĩ Liên Xô đã chiến đấu rất kiên cường. Mặc dù vậy, khu vực bán đảo Crimea vẫn toang trước quân Đức vào ngày 4 tháng 7 năm 1942. Tuy nhiên, những sự nỗ lực chống trả của các binh sĩ Liên Xô đã làm kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Hitler bị ảnh hưởng rất lớn và tạo điều kiện cho Liên Xô có thêm thời gian huy động được lực lượng quân dự bị để chiến đấu lâu dài. Tại khu vực trung tâm, đây là con đường dẫn đến thủ đô Moscow, vì thế nên đây là khu vực trọng tâm và Đức đã chuẩn bị một đội quân đông đảo và tinh nhuệ nhất để tấn công khu vực này. Và trận chiến giữa Hồng quân Liên Xô và quân Đức đã diễn ra ác liệt tại đây. Hồng quân Liên Xô tiếp tục bị ăn rất nhiều hành và đã để quân Đức tiến được vào rất sâu và chỉ còn cách thủ đô Moscow khoảng 300 km. Chỉ trong vòng 17 ngày, Liên Xô đã mất 42.000 lính trong tổng số 62.500 lính trên mặt trận trung tâm và trận chiến này thực sự là một thảm họa với Liên Xô. Tứ chỉ huy của Liên Xô tại mặt trận trung tâm đã bị triệu về Moscow và bị xử bắn vì tội bất tài. Cho đến lúc này, Đức đã chiếm được hầu hết các vùng lãnh thổ phía Tây của Liên Xô. Tuy nhiên, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Hitler có vẻ hơi bị quá sức đối với Đức Quốc xã. Lãnh thổ của Liên Xô quá lớn để có thể thâu tóm trong một thời gian ngắn. Trong khi đó, tiềm lực quân sự của Liên Xô rất khó đánh giá. Mặc dù mất 1 triệu lính trong tháng đầu tiên nhưng số lượng quân lính của Liên Xô liên tục mọc lên như nấm. Sau khi đã chiếm được mặt trận Belarus, quân Đức dồn tổng binh lực tiến thẳng đến Moscow thì số lượng quân lính của Hồng quân Liên Xô ngày càng đông và Đức đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt. Quân Đức và quân Liên Xô đã giằng co ở khu vực ngoại ô Moscow trong khoảng 2 tháng và Đức bắt đầu có dấu hiệu đuối sức trong khi số lượng binh lính của Liên Xô vẫn liên tục gia tăng. Hitler đã nhận ra kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của ông ta rất khó thành công. Moscow tưởng như trước mắt mà xa vời vợi. Sau đó Hitler đã có một ý tưởng cực kỳ bá đạo. Các chỉ huy của Liên Xô đã quá chủ quan và tập trung quá mức để bảo vệ Moscow mà lơ là phòng thủ ở khu vực phía Nam và Hitler đã nhìn ra cơ hội đó. Ông ta quyết định không đánh tập trung vào Moscow nữa mà sẽ bí mật tách lực lượng ra làm đôi, chia một cánh quân để tấn công vào thành phố Kiev. Hàng phòng thủ tại khu vực này cực kỳ mỏng và Liên Xô bị quân Đức đánh tan tác. Quân Đức thừa thắng sâu lên, tiếp tục chia làm hai đạo quân, một đạo quân tiến xuống từ phía Bắc còn một đạo quân tiến lên từ phía Nam. Thành phố Kiev đã bị bao vây. Hồng quân Liên Xô tại khu vực Moscow không kịp di chuyển xuống hỗ trợ. Liên Xô đã bị mắc bẫy của Đức. Toàn bộ 65.000 binh sĩ của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận phía Nam bị tiêu diệt. Thành phố Kiev toang vào ngày 19 tháng 9 năm 1941. Trận đấu kết thúc hiệp 1, Liên Xô đã để thua đậm Đức Quốc xã.
Chiến thắng tại thành phố Kiev có ý nghĩa rất lớn đối với nền quân sự của Đức Quốc xã và cũng được coi là chiến thắng to lớn vẻ vang nhất trong sự nghiệp cầm quân của Hitler. Đối với Liên Xô thì vụ ăn hành tại thành phố Kiev là một nỗi nhục không bao giờ có thể rửa sạch. Lý do dẫn tới một thất bại như thế là do đội ngũ chỉ huy của Liên Xô thường xuyên bất đồng ý kiến, quân đội lại quá bị động. Và khi Liên Xô bắt đầu định hình lại cục diện thì đã muộn. Mặc dù thua to nhưng ý chí chiến đấu của Liên Xô không hề sụt giảm, thậm chí còn máu hơn, và những người lính của Liên Xô không hề sợ chết, trong khi Đức chiếm lợi thế nhưng thiệt hại cũng không hề nhỏ. Số quân lính và thiết giáp của Đức đã thiệt hại đáng kể, chưa kể thời gian mà Đức bận bắn phá thành phố Kiev đã tạo điều kiện cho Moscow có thêm thời gian để chuẩn bị vũ trang cho hiệp 2 của trận đấu. Sau hàng loạt chiến thắng vẻ vang đã khiến Hitler vô cùng đắc ý, ông ta bắt đầu trở nên tự phụ và coi thường đối thủ. Tuy nhiên Hitler không ngờ rằng chiến thắng tại thành phố Kiev sẽ là chiến thắng cuối cùng của Đức Quốc xã trong cuộc chiến này. Và diễn biến tiếp theo của cuộc chiến này sẽ ra sao? Hiệp 2 của trận đấu Xô Đức sẽ được tiếp tục vào phần tiếp theo của Chiến tranh Thế giới 2. Các bạn hãy subscribe kênh mình để đón xem nhé!